Quang Hải bất ngờ gặp cứu tinh tại VFC, trở lại đội hình xuất phát, huấn luyện viên Thorlot ủng hộ toàn phần. Như đã thông tin trước đó, Quang Hải đã bị VFC đẩy xuống đội hình B để thi đấu trong giải hạng 5 của nước Pháp. Trong chuyến làm khách mới đây, Quang Hải đã đá chính cho đội B của VFC. Có 82 phút thi đấu nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, đây là một động thái để giúp cho Quang Hải có thêm cơ hội ra sân và tìm lại cảm giác bóng. Cùng với ngôi sao sinh năm 1997, cũng có hai cái tên khác được vị huấn luyện viên Thorlot chuyển xuống thi đấu trong đội hình B. Mới đây, Quang Hải cũng đã trở lại đội hình 1 của VFC và xuất hiện trong buổi tập cùng với các đồng đội. Tâm trạng của tiền vệ sinh năm 1997 vẫn khá rạng rỡ sau thời gian gặp khó khăn vừa qua. Quang Hải hiện tại sẽ cùng với đội VFC tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tới, vòng thứ 23 của League 2. Kể từ khi quay trở lại VFC sau khi trở về tham dự AF Cup 2022, mọi chuyện càng trở nên khó khăn với Quang Hải. VFC đã liên tiếp đưa về những bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, đặc biệt là những ngôi sao tấn công và càng khiến cho cơ hội ra sân của Quang Hải dần nhỏ lại. Ở trận đấu đầu tiên sau khi trở về AF Cup 2022, Quang Hải được ra sân phút thứ 90+2 trong cuộc chạm bóng với NEC, thậm chí không còn được chạm trán. Chuyến làm khách tới Paris FC, Quang Hải còn bị loại khỏi danh sách. Bordeaux, Quang Hải phải ngồi dự bị cả trận. Trước đó, một đồng đội của Quang Hải trong màu áo của đội tuyển Việt Nam, trước kia là câu lạc bộ Hà Nội đã từng rơi vào cảnh tương tự. Phan Hậu trong khoảng thời gian đó cũng không có nhiều cơ hội ra sân trong giải vô địch quốc gia Hà Lan và được đẩy xuống chơi cho đội trẻ câu lạc bộ. 244 phút ra sân, một bàn thắng là những con số không quá tệ với Quang Hải, người phải chơi ở giải đấu có trình độ cao như League 2 trong lần đầu tiên xuất ngoại. Tuy nhiên, khi nhìn vào những gì xảy ra ở VFC, tiền vệ sinh năm 1997 nên tính tới phương án tìm một môi trường mới dù anh còn hơn một năm hợp đồng với đội bóng này. Trước AF Cup 2022, Quang Hải trải qua chuỗi trận khó khăn ở VFC khi chỉ chậm trả thi đấu 34 phút trong 10 trận đấu. Thậm chí, tờ báo Rarop, tờ báo địa phương của vùng Pau đã đánh giá anh là một trong những cầu thủ tệ nhất của đội bóng. Vì thế, tiền vệ này cần một điểm tựa để quay trở lại mạnh mẽ hơn. Anh cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thuyết phục câu lạc bộ Pau để cựu tiền vệ Hà Nội trở về thi đấu cho AF Cup 2022. Nếu tỏa sáng ở giải vô địch Đông Nam Á, Quang Hải sẽ có thêm sự tự tin, niềm cảm hứng tiếp tục giúp anh có thể cạnh tranh vị trí ở Pau. Tuy nhiên, anh không thể hiện được phong độ tốt, nếu không muốn nói là có màn trình diễn nhạt nhòa tại đây. Để rồi khi trở lại, Quang Hải đã rơi vào thế mất cả trì lẫn chài. Anh không tập luyện cùng với đội bóng trong khoảng thời gian dài và cũng không lấy lại được nguồn cảm hứng như những gì đã toàn tính. Thậm chí, Quang Hải còn gặp khó khăn nhiều hơn so với thời điểm trước AF Cup 2022. Anh có thêm đối thủ cạnh tranh vị trí tiền vệ tấn công. Ở 3 trận gần nhất thì Quang Hải vọn vẹn ra sân chỉ 1 phút và không được chạm bóng lần nào. Thậm chí trong cuộc đối đầu với Paris FC thì anh không được điền tên trong danh sách đăng ký. Hôm ngày 5 tháng 2, anh phải xuống chơi cho Pau FC ở giải hạng 5. Ông Thorlot chia sẻ, động thái hiện tại của chúng tôi có nghĩa là Quang Hải sẽ ít có thời gian thi đấu hơn và điều này đang xảy ra. Năm nay Hải 26 tuổi, nghĩa là anh vẫn đang có thể đỉnh cao ở phong độ trong vòng 3-4 năm nữa. Tuy nhiên nếu anh cố gắng chờ đợi cơ hội ở Pau FC thì đó là một sự lãng phí. Anh cần phải thi đấu thường xuyên để duy trì cảm giác bóng, sự tự tin. Nhưng thực tế cho thấy Quang Hải không phù hợp với League 2. Quang Hải là cầu thủ khéo léo thi đấu dựa trên kỹ thuật. Tuy nhiên League 2 đòi hỏi một thể lực và khả năng tranh chấp và chạm liên tục. Quang Hải là một trong những cầu thủ mà tôi đã theo dõi để có thể đưa cậu ấy đến Tây Ban Nha hay không. Thành thật mà nói, cậu ấy nằm ở tầm ngắm của tôi và một vài câu lạc bộ thật sự quan tâm. Tôi nghĩ giải hạng nhì hoặc là hạng 3 Tây Ban Nha cũng rất chất lượng. Sasikuma, cựu tuyển thủ Singapore và đang là nhà môi giới bóng đá chia sẻ, cậu ấy quyết định đến Pau FC ở Pháp, League 2 không phải là một giải đấu dễ chơi. Mọi người nói đó chỉ là giải hạng 2 của Pháp nhưng rất nhiều cầu thủ tài năng ở đây. Đừng quên có rất nhiều cầu thủ châu Phi đến đó, vì vậy Quang Hải đang đối đầu với rất nhiều tài năng. Cựu tuyển thủ Singapore cho rằng Nhật Bản hay Hàn Quốc là một môi trường phù hợp với Quang Hải. Ông nói, đó là điểm đến thiết thực hơn. Chúng ta đã thấy những người như Chanatip làm rất tốt ở Nhật Bản và tôi biết Zilic đang làm rất nhiều điều để đưa các cầu thủ Đông Nam Á đến đó. Họ khá thông minh để làm điều này. Zilic hay Kalic là một điểm dừng chân của rất nhiều cầu thủ Đông Nam Á. Nếu muốn về nước, Quang Hải cũng sẽ có một thời điểm chất lượng và đặc biệt có một điểm dừng như câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo tìm hiểu, tân binh V-League cũng rất muốn có được chữ ký của tiền vệ này. Câu lạc bộ Công an Hà Nội thì cũng đủ tài chính và tham vọng cho kỳ chuyển nhượng này.
Nếu Quang Hải rời Pau, người ta có thể đánh giá là anh thất bại, tuy nhiên đó là điều bình thường. Ông Pipabong, huyền thoại bóng đá Thái Lan chia sẻ, nếu thất bại ở Pháp không sao cả, cậu ấy vẫn đang cố gắng và không từ bỏ. Trở về một môi trường như Ligue 1 không được ư, vẫn ổn thôi. Bóng đá là vậy đó, bạn luôn phải hướng về phía trước và bạn luôn phải chiến đấu để tìm ra giải pháp cho mình. Có thể bạn chưa thành công, bạn tìm lại một môi trường khác, đừng lo lắng quá. Chuyên gia Đoàn Minh Sương ủng hộ quan điểm, tôi ủng hộ bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào ra nước ngoài thi đấu. Đây là điều tích cực giúp bản thân, cầu thủ đó phát triển và cải thiện nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn nhận lại phương hướng, không nên nhắm tới những cơ hội quá tầm mà đi từng bước chọn những môi trường phù hợp nhất. Nghĩ về trường hợp của Quang Hải, tiền vệ này sang Pháp, thi đấu là một điều đáng tự hào, nhưng riêng bản thân Quang Hải đó lại một bước đi đầy mạo hiểm và thực tế đã chứng minh điều đó. Nếu lựa chọn một môi trường phù hợp hơn, có lẽ tình cảnh lúc này đã không bị quan tâm như vậy. Có nỗi niềm tiếc nuối mang tên Quang Hải, theo các chuyên gia và các tổ chức bóng đá. Thà đi chậm mà chắc, chứ đừng vội bước xa, bước cao để rồi đi vào vết xe đổ của những trường hợp trước. Khoảng nửa năm sau khi Quang Hải xuất ngoại sang Pháp, thì cách đây không lâu, bộ đôi Công Phượng và Văn Toàn cũng đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai đấu quân cho hai câu lạc bộ là Yokohama và Seoul Island FC. Tất nhiên ở giải K-League hay là J-League thì hoàn toàn khác biệt so với giải League 2, nhưng nó khó khăn vẫn là điều hiển nhiên đối với hai cầu thủ. Chỉ khoảng một tuần nữa thôi thì giải K-League 1 sẽ quay trở lại và người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ theo dõi bước chân của Công Phượng để xem anh có đất diễn hay không. Trong khi đó, Văn Toàn sẽ có thể dễ thở hơn đôi chút khi anh chơi ở K-League 2, giải đấu chất lượng chuyên môn thấp hơn so với J-League 1 hay là J-League 2. Với Công Phượng, đây sẽ là lần thứ tư cầu thủ này xuất ngoại. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, Công Phượng thừa nhận rằng Yokohama có thể là cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Do từng nhiều lần ra nước ngoài thi đấu cho nên giờ đây, Công Phượng không có gì bỡ ngỡ hoặc là khó khăn để gia nhập với Yokohama. Tuy nhiên, không đi vào vết xe đổ như Quang Hải ở KFC, cũng như là vết xe đổ của chính mình trong quá khứ thì Công Phượng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.